Xin chào các bạn đang đến với An Tiến Studio. Trước mặt mình đây là các dòng đồng hồ, vòng tay thông minh đến từ thương hiệu nổi tiếng Garmin. Với những ai mới gia nhập đại gia đình khổng lồ này, để chọn được một sản phẩm ưng ý thật không phải điều dễ dàng. Và trong video ngày hôm nay, mình muốn hướng tới những ai đam mê thể thao với chủ đề Top 4 Garmin hỗ trợ chạy bộ tốt nhất, được dân sành công nghệ đánh giá cao. Và hãy cùng mình bắt đầu ngay sau đây nhé! Đầu tiên phải kể đến dòng đồng hồ cao cấp nhất của Garmin chính là Fenix 5X, mà cụ thể mình muốn giới thiệu ở đây là Garmin Fenix 5S Plus. Em này thì sở hữu các kỹ năng theo dõi hoạt động chạy bộ tuyệt vời nhất trong bộ sưu tập của Garmin. Đồng hồ có kích thước 42mm và khối lượng là 69g, phù hợp với đa số cổ tay người dùng, kể cả những đôi tay nhỏ nhắn cho phụ nữ. Ở hai bên là 5 phím điều khiển cùng vòng bao bằng thép không gỉ, nhìn rất sang trọng. Vẻ ngoài này sẽ làm cho người dùng yêu thích thời trang phải chú ý, và đây là thành công không thể chối cãi của Garmin về khâu thiết kế cho Fenix 5S Plus. Về tính năng theo dõi, điểm nổi bật nhất của Fenix 5S Plus chính là khả năng hiển thị hình ảnh bản đồ rõ nét và đầy đủ, đồng thời hỗ trợ GPS GLONASS từ vệ tinh Galileo. Điều này thì sẽ giảm gia tăng độ chính xác khi mà bạn kích hoạt và sử dụng GPS ở những khu vực đô thị đông đúc hay là các địa điểm hiếm gặp như là các hẻm núi chẳng hạn. Bản đồ hiển thị trên màn hình của Fenix 5S Plus có thể tự động xoay trở, cho phép bạn phóng to, thu nhỏ cũng như đặt lại các mốc hành trình nếu cần. Tuy vậy, khi xét về khả năng theo dõi nhịp tim thì Fenix 5S Plus vẫn chưa làm quá xuất sắc mà chỉ ở mức trung bình khá mà thôi. Dù sao thì nó cũng hoàn thành khá tốt nhiệm vụ và bạn có thể xem lại các thông số luyện tập thông qua ứng dụng Garmin Connect nhé. Ngoài bộ môn chạy bộ thì 5S Plus còn hỗ trợ nhiều bộ môn phổ biến khác như là đạp xe, bơi lội, golf, chèo thuyền cùng nhiều bộ môn khác. Nói cách khác, những môn tập mà nó không hỗ trợ sẽ là những môn mà chẳng bao giờ bạn cần dùng tới. Với các tính năng thông minh, Fenix 5S Plus cho phép lưu trữ vào bộ nhớ của mình khoảng 500 bài hát, hỗ trợ stream nhạc và tải nhạc. Bạn có thể tận hưởng các bài hát trên hành trình chạy bộ, đạp xe của mình mà chẳng cần dùng đến điện thoại. Và tất nhiên, bạn sẽ không trở thành người tối cổ khi 5S Plus sẽ thông báo đầy đủ cuộc gọi đến, tin nhắn từ mạng xã hội, nên mà bạn hoàn toàn yên tâm nhé. Thời lượng pin của 5S Plus cũng rất ổn, khi sử dụng được khoảng 11 giờ nếu kích hoạt GPS liên tục hoặc là 7 ngày ở chế độ xem giờ thông thường. Nếu mà để so thời lượng pin với dòng Fenix 5X Plus thì 5S Plus thực sự thua thiệt rất nhiều. Tuy nhiên, kích thước của 5X Plus khá là to với kích thước tận 51mm, rất là kén cổ tay người dùng, mà các tính năng thì đều tương tự với 5S Plus, cho nên là mình không đưa em này vào danh sách. Hiện Fenix 5S Plus có mức giá là 19.490.000 cho cả 4 phiên bản Wideband, Blackband, Gold Wideband và Gold Biggie Little Band. Hẳn mức giá này sẽ khiến nhiều anh em phải chùn bước, nhưng nếu sở hữu dòng Fenix này thì bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng mà sản phẩm đem lại. Nhưng mà thôi, nếu anh em thấy căng thẳng quá thì mình cũng chiều. Dòng Forerunner đây sẽ phù hợp với anh em có ngân sách hạn chế. Forerunner thì cũng kế thừa một số tính năng và công nghệ tương tự như là dòng Fenix 5, nhưng mà được gói gọn trong một thân hình nhỏ bé hơn. Forerunner 935 chính là mẫu được đánh giá cao nhất. Nó nhìn ít nặng nề hơn dòng Fenix và cũng không có lớp vỏ bằng kim loại, mà thay vào đó là một chiếc vỏ nhựa. Như vậy mà nó thực sự rất nhẹ các bạn ạ, chỉ khoảng 49g với độ dài khoảng 13.9mm. Đây cũng là một điểm cộng của sản phẩm này mà mình rất thích, vì chắc phần lớn cũng chẳng ai muốn đeo một cục tạ trên tay khi chạy bộ đâu nhỉ. Tuy vậy, nhiều bạn sẽ hơi thất vọng nếu đã yêu thích sự sang chảnh của Fenix 5, nhưng mà yên tâm, Forerunner 935 sẽ mang đến cho bạn những sự đền bù khác cực kỳ xứng đáng, dù bề ngoài hơi giống mấy đồng hồ thông minh cho trẻ em. Bản thân thì mình không phải người tập luyện thể thao chuyên nghiệp, nên mà việc tiếp xúc với một thiết bị theo dõi và hỗ trợ tập luyện thể thao như là Garmin Forerunner 935 làm mình e ngại lúc đầu, vì đọc hướng dẫn sử dụng của em nó thì thực sự là rất nhiều. Với mình thì mình chỉ quan tâm đến việc chạy thôi, nên mà sẽ tập trung vào nó. Tính năng hỗ trợ theo dõi việc chạy bộ trên Garmin Forerunner 935 nó thể hiện được các thông số cần thiết như pace, số km đã chạy. Nếu có GPS, nó thể hiện được cả quãng đường chạy trên bản đồ. Tính năng theo dõi GPS mình khá là thích trên chiếc đồng hồ này vì nó bắt cực nhanh, chỉ khoảng trên dưới 10 giây. Một điểm cộng nữa là nó định vị GPS tốt ngay cả khi có vật cản trên hành trình như là các tòa cao ốc lớn hay là cây cối um tùm. Còn về track thì hơi lệch đâu đó khoảng 3% so với những thiết bị khác.
Về phần theo dõi nhịp tim thì Forerunner 935 phản ứng chậm hơn so với thực tế khi mà mình đã ngưng chạy. Nhịp tim bắt đầu giảm nhưng mà 5-10 giây sau thì Garmin Forerunner 935 mới bắt đầu phản ứng. Đối với các hoạt động hàng ngày của bạn, đồng hồ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quát nhất như là đếm bước chân, theo dõi quãng đường, số tầng đã leo. Đặc biệt là theo dõi giấc ngủ, với 935 thì việc đo khá cơ bản nhưng mà cũng đủ để thấy là mình ngủ bao nhiêu tiếng, ngủ sâu trong bao lâu và ngủ nông trong bao lâu. Mặc dù là phải thường xuyên ghi nhận dữ liệu từ mình nhưng mà Garmin thì cũng rất quan tâm khi mà liên tục nhắc nhở mình vận động nhiều hơn. Nhưng mà mình thì cũng quá lười nên mà kệ nó thôi. Khi mà kết nối với điện thoại, với đồng hồ thì thông báo sẽ được hiển thị rõ ràng trên màn hình. Mặc dù hầu hết các thông báo là mình đều xóa đi nhưng mà thỉnh thoảng thì cũng có thể gọi điện lại chẳng hạn. Về thời lượng pin của M935 này thì cũng cực kỳ đáng nể. Theo hãng công bố là máy có thể hoạt động 24 tiếng liên tục ở chế độ GPS và 60 giờ nếu đặt ở chế độ tiết kiệm pin Ultra Charge. Nếu chỉ làm đồng hồ không thôi thì có thể hoạt động liên tục trong 2 tuần mà không cần sạc. Hiện Garmin Forerunner 935 có mức giá là 11.590.000 đồng, thấp hơn nhiều so với Amfinix mà lại hiệu quả đem lại cũng không hề kém cạnh, nên các bạn cũng có thể xem xét em đồng hồ này nhé. Mẫu đồng hồ tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với các bạn chính là Garmin Instinct, sản phẩm được cho ra mắt gần đây nhất của Garmin. Kiểu dáng của Garmin Instinct được nhiều người nhận định là khá giống với những chiếc Casio G-Shock do có cùng phong cách thể thao hầm hố. Cách bố trí các nút bấm và mặt đồng hồ hình tròn, Garmin Instinct có thiết kế nam tính mạnh mẽ với mặt đồng hồ đường kính lên đến 45mm. Màn hình có độ phân giải là 128x128 pixel, sử dụng công nghệ Memory in Pixel, bộ nhớ trong từng điểm ảnh, chống chói, có thể nhìn rõ dưới ánh sáng mặt trời. Ngoài ra thì màn hình cũng được phủ một lớp chất hóa học tăng khả năng chống xước. Garmin Instinct hỗ trợ cho nhiều loại hoạt động thể dục thể thao khác nhau. Tuy không thể tích hợp đầy đủ toàn bộ các bộ môn thể thao trong nhà lẫn ngoài trời như những người anh trước đó là dòng Forerunner hay là Fenix, nhưng mà Garmin Instinct lại sở hữu toàn bộ tính năng mạnh mẽ nhất để tập trung vào các hoạt động ngoài trời, cắt giảm tối đa các tính năng fitness. Đặc biệt, em nó có khả năng cảnh báo bão Storm Alert. Đây có thể được xem là tính năng vô cùng hữu ích cho những chuyến thám hiểm, khám phá và du lịch của bạn. Ngoài đóng vai trò là một chiếc đồng hồ thông minh dành cho công việc theo dõi hoạt động, Garmin Instinct cũng rất quan tâm đến sức khỏe con người khi mà vẫn tích hợp cảm biến nhịp tim, tính lượng calories tiêu thụ, theo dõi giấc ngủ và mức độ stress thông qua ứng dụng di động Garmin Connect. Đây là chiếc đồng hồ chỉ dành cho các nhà thám hiểm hoặc là phượt thủ với sở thích luyện tập bằng các hoạt động khám phá thực tiễn hơn là các bài tập trong nhà. Dựa trên video giới thiệu của hãng, có vẻ như Garmin nhắm trực tiếp vào đối tượng khách hàng là lính cứu hỏa hoặc là một số người cần thiết sử dụng một chiếc đồng hồ chuẩn quân nhân. Tuy nhiên với thiết kế của em này thì mình nghĩ là nó sẽ nhận được nhiều sự yêu thích từ các bạn nam, nên mà thích thì triển thôi. Hiện Garmin Instinct có mức giá là 7.490.000 đồng, một mức giá phù hợp với đại đa số hầu bao của người dùng đam mê thể thao. Và mẫu cuối cùng trong danh sách này là một chiếc vòng tay với cái tên Garmin Vivo Sport. Mình đã rất ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn cực kỳ năng động của em Garmin đậm chất thể thao này. Vivo Sport có thể là món phụ kiện hoàn hảo, phù hợp với mọi dịp đi chơi cùng bạn bè, đi uống cà phê hay là tập luyện thể thao. Em nó thì khá mỏng, chỉ 10.9mm, thấp nhất trong đại gia đình sản phẩm Garmin. Nổi tiếng trên thế giới về định vị GPS, Garmin đã mang công nghệ này vào Vivo Sport và nghiễm nhiên trở thành đối thủ đáng gờm của các dòng fitness tracker khác đang có trong thị trường, bởi vì tính chất này thì xuất hiện rất ít và không phổ biến trong phân khúc vòng tay. Dĩ nhiên là bạn sẽ được hưởng quyền lợi rất lớn với GPS cài sẵn, chẳng hạn như luyện tập ngoài trời thoải mái, không cần mang theo điện thoại bên mình mà Vivo Sport vẫn có thể theo dõi địa điểm và quãng đường bạn đi bộ, đạp xe và chạy bộ. Về độ chuẩn xác thì nó khá ổn, chỉ xê dịch nhiều nhất từ 1 đến 2 mét so với các thiết bị đáng tin cậy khác. Có rất nhiều tính năng hay và mới được gói gọn trong thiết bị này. Và việc theo dõi nhịp tim, chỉ số VO2 max là những gì mà em Vivo Sport thể hiện sức mạnh rõ rệt nhất. Về độ chính xác thì không thua kém gì đàn anh kiệt xuất Forerunner 935. Em nó còn cảm biến chỉ số stress dựa trên thông tin nhịp tim, giúp bạn có một cái nhìn rõ hơn về sức khỏe thể xác lẫn tinh thần của mình, từ đó phòng cháy hơn chữa cháy. Ngoài các chức năng chính của một chiếc vòng theo dõi sức khỏe như là đếm bước chân, đếm bậc cầu thang, theo dõi giấc ngủ, theo dõi lượng calories, Vivo Sport còn được cài sẵn các ứng dụng riêng cho các bộ môn thể thao như là chạy bộ, đạp xe, tập gym hay là cardio giảm cân. Thậm chí là còn hỗ trợ cho việc tập tạ, đếm được số lần đẩy tạ nữa nhé.
Về thời lượng pin thì theo mình test, em nó trụ được từ 5 đến 6 ngày nếu hoạt động liên tục. Khi tắt các tính năng không dùng và giảm độ sáng màn hình thì hoàn toàn trụ được hơn 1 tuần. Với việc kích hoạt GPS thì nó chịu đựng được khoảng 8 tiếng liên tục. Hiện Garmin Vivo Sport có mức giá là 4.290.000 đồng, thấp nhất trong danh sách này. Một sản phẩm rất đáng để bạn sử dụng với một thiết kế mỏng nhẹ và tính tiện dụng cực tốt mà nó mang lại. Và vừa rồi thì mình đã mang đến cho các bạn 4 dòng đồng hồ vòng tay mà mình cảm thấy rất ấn tượng ở Garmin trong việc hỗ trợ thể thao. Đặc biệt là tất cả các mẫu này thì đều có tính năng chống nước các bạn nhé. Mong rằng video này thì hữu ích với các bạn. Và nếu có thắc mắc gì về sản phẩm, đừng ngần ngại để lại câu hỏi để được giải đáp. Đừng quên để lại một like cũng như là một subscribe để ủng hộ kênh chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.